mới chặt bỏ hồi sáng. Ông nhỏ tôi cũng trồng đó. Bệnh lý ở bên này sâu quá. Thiền xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiền đến đây thăm lại nhà gia đình của chị Linh với anh Phong. Thì ngôi nhà này trước đây Thiền cũng từng giúp đỡ khoan cây nước. Thì cũng được biết là vợ chồng gia đình cũng mới về đây sinh sống cũng một thời gian thôi, cũng còn rất là khó khăn, cũng nghèo, vợ chồng cũng đi làm thuê làm mướn để sinh sống. Thì hôm nay Thiền đến đây để thăm hỏi thêm hoàn cảnh gia đình. Cũng có thay mặt chị Loan cùng với gia đình ở bên Úc Châu đó hỗ trợ một số vốn để cho gia đình mua con giống và chăn nuôi. Chào, chào anh, chào chị. Hôm nay thăm lại hai vợ chồng ha. Hôm trước thì anh đi làm chỉ quay được có chị thôi. Hôm nay quay hai vợ chồng luôn. Rồi giờ anh chị vô trong nhà ngồi đi. Mới đi làm về hả anh? Mới đi làm về. Dạ. Rồi ngồi trên đó đi. Hằng ngày làm nghề gì? Anh nói chung ngày phụ hộ cho người ta. Thì anh Phong rất là nhiệt tình luôn cô chú anh chị. Lúc mà làm lộ đi ngang đây nè, cái đường kinh mới đó, thì ảnh cũng có đi phụ tiếp cho nhóm thiện nguyện để đổ lộ. Đứa nhỏ đi chơi hả anh chị? Nó đi dưới ngoại, nó học ở dưới tới thứ bảy mới về. Tới thứ bảy mới rước về. Rồi ngày nào anh cũng đi hết hả? Ngày nào anh cũng đi hết. Đi phụ hồ thì ngày được nhiêu anh? Ngày được 250 ăn cơm nhà. 250 ăn cơm nhà. Nói chung chạy cũng hơi xa, chạy ngày cũng khi cũng hai mấy ba chục ngàn xăng. Chạy tới đâu là? Tuốt trong con súng vô gần Ba Lan nội chánh, đường lên đường cài á. Chỗ Thạnh Hưng á hả? Dạ. Anh chị về thời điểm này là tính ra khoảng năm mấy chưa? Về đây giờ nhà lại đây cũng năm, 29 tháng 2 được năm. Cũng gần năm ha. Rồi trước quê mình ở đâu anh? Anh ở thị trấn ngoài, còn chị cưng thì ở Gạch Nhung nè. Rồi về đây là ở luôn rồi đó ha? Về đây ở luôn. Dạ. Nói chung thì nhà cửa cũng khó khăn, rồi đâu có tiền cắt đâu mà. Bên ngoại nó cho ăn ít, rồi mấy cậu đều cho ăn ít, cây cối đều cắt. Dạ. Thì cũng không có biết gia đình của anh chị đó, rồi cái lúc mà lên đây cho cây nước rồi đó. Rồi sau đó thì làm lộ rồi mới biết hoàn cảnh của gia đình của anh chị ha, cũng khó khăn. Không ruộng, không đất, mà sống nghề làm thuê, làm mướn không à. Rồi chị thì ở nhà giữ con với lại chăn nuôi rồi phụ thêm hả chị? Dạ. Tới mùa dăm lúa cũng đi dăm lúa rồi. Dạ. Rồi về đây chắc mình đâu có công ruộng nào hả? Không có công ruộng nữa. Sang có nhiều đây. Sang được coi chẳng lộn. Còn thiếu tiền của người ta nữa đó. Sang trả lần lần cho chị ba đó. Mà về đây sống thấy thoải mái hơn mình ở thị trấn không? Chắc cũng yên thoải tĩnh mái hơn, ha. Yên tĩnh hơn. Đây là ngôi nhà của anh Phong với chị Linh. Thì hai vợ chồng có được đứa con, nó học cũng giỏi. Nói chung cắt lên bây giờ nó dột quá trời dột, được hỏi mưa mỗi ngày mưa một cái là như ngoài sân luôn. Che cao su đây ha. Rồi mắc treo cái su đã. Nó cục nó hụt, người ta cho lá cái cục cục đó rồi nói đầu rồi cỡ nói có nhiêu nhiêu đây nè. Dạ. Nó bị chảy quá trời. Cái nền này mình mua nhiêu tiền anh chị? Đợt rồi anh mua 11 triệu. Dạ. Rồi trả lần lần cho bà chị cầm bên á. Có nghĩa là chị em mới bán giá này thôi chứ bình thường đâu phải bán giá này đúng không? Chị thấy khổ quá rồi, chị chia lại. Rồi đi làm vậy 250 rồi ăn uống rồi tiền xăng nó chắc dư không tới 200 quá. Còn có 100 ngoài. Rồi thời buổi này 100 ngoài sống cũng hơi vất vả ha anh chị. Nếu mình không có ruộng đất này không đó. Có ruộng đất khó. Không, ngày nào người ta mướn mần cái gì thì anh mặn nắng vậy đó. Dạ. Rồi như ở đây thì anh chị có chăn nuôi được chút đỉnh thêm mà mình nuôi được con gì anh Phong? Đây nói chung anh tính làm chuồng gà, nuôi gà, làm chuồng nó làm sao á, nuôi gà. Kiếm số vốn mình nuôi gà con này kia. Chị xây chuồng heo được là chị có đâm ống từ chuồng heo xuống đây nó ra, với cái chuồng heo nếu đâm ống nó thì phải có ống thông mới được. Dạ.
Dạ, tại vì cái lúc mà lên đây làm lộ thấy anh cũng nhiệt tình giúp đỡ cho nhóm thiện nguyện đó, rồi cũng có hỏi anh rồi khó khăn gì vấn đề gì thì anh cũng có chia sẻ là về nhà ở với lại cũng cần số vốn để chăn nuôi. Thì nhà cửa thì trước mắt thì khi nào mà nhận được sự giúp đỡ các cô chú đó, thì nếu mà có cái đủ cái khả năng đó, thì em giúp đỡ cho gia đình. Còn trước mắt thì hỗ trợ mình số vốn ha anh chị, để mình mua con giống rồi chăn nuôi. Nói chung thì anh cũng tính lắp cái mương sau đó, kiếm số vốn lắp cái mương sau đó thì xây cầu tiêu máy á. Dạ. Mình xây cái mương đó rồi mình xây chuồng heo ra cho nó rộng. Bởi vì cái mương để giờ nó chặt không có xây chuồng heo nuôi được. Tại vì bây giờ cũng nhiều nơi khó khăn quá thì cũng chia sẻ với anh chị một phần. Để mình có làm cái mô hình gì đó thì sau này cô bác là giúp đỡ thêm. Giờ kệ đi nuôi gà lần lần đi, có gà nó nuôi từ từ nữa. Đúng rồi. Nói chung dạng sự khởi đầu nan mà mình cứ làm cái nhỏ trước đi rồi từ từ mình làm lớn hơn. Dạ, từ từ có tiền nuôi thêm nữa thì nhiều nhiều thêm. Dạ. Chứ bên em thì ổng gài cũng bệnh rồi không có đi quay phim, rồi cô bác cũng chưa có gửi để giúp đỡ bà con đó, thì sau này nếu mà có dịp thì cô chú gửi thì em giúp đỡ thêm cho gia đình. Đây tặng cho cái mền hồi Tết rồi tới giờ cũng còn để làm kỷ niệm luôn. Nhân nó kêu cắt đó cho nó kêu đó. Cắt cho nó vậy đó hả? Rồi bỏ chân tủ đó cắt luôn anh Thiên. Để chân ha. Để chân thôi, chứ không có cho ai đắp chân. Nữa này của chú Thiện tặng là để cắt cho con. Thôi đắp đi rồi năm sau nếu mà có cô bác nào cho nữa thì mình tặng cho anh chị thêm lại một cái nữa chứ. Để dành đó, không có đắp đâu. Để dành như có vợ mới đắp luôn hay gì. Nữa này con để dành đó, quà của chú Thiện cho để dành. Thấy tội nghiệp ha. Mấy đứa nhỏ sắm này nó ngoan lắm, nó thấy nghe là lúc nào nó cũng hỏi thăm hết trơn á. Rồi giờ mình đi ra sao cái nghe anh chị coi cái chỗ mình chăn nuôi cái hen. Tại trời sắp tối rồi, về tranh thủ quay ở ngoài cái. Rồi này cái bếp củi của gia đình ra ngoài đi quay cho nó sáng. Đây rồi, em thấy hâm đồ ăn ba cái bếp củi, lại có miếng hâm bếp củi đó. Mua trước Thiện thay mặt cô chú nước ngoài khoan cây nước tặng gia đình. Tới giờ xài cũng êm hả anh chị? Xài cũng êm. Dạ. Chứ ở trên đây mà không có nước sạch xài cũng khó khăn lắm nha. Chị mất đi xuống tới mẹ với sách về không nước sạch luôn á. Nước này thì nấu cơm rồi ăn thoải mái rồi. Cơm cũng được lắm, êm lắm. Tắm rửa cho thằng nhóc hỏi đi lấy nước kia. Lúc trước Thiện có gợi ý với anh đó, làm cái chuồng gì đi, rồi sau này Thiện gửi một phần vốn cho anh chị để mua con giống nuôi. Nói chung ấy thì anh bông lứa vậy, rồi tới có rảnh canh lá bông. Lập lá ha. Lập lá ngoài, có lập lá trên. Dừng giáp vọng ngoài. Dạ. Cho con gà nó mát. Tới nữa nuôi nhiều thì mình bông. Tới cái bụi xả này là hết rồi gì? Tới mí đó là tới mí của mình. Qua tới mí bên đây. Dạ. Ví dụ như để sẵn giờ nữa có nuôi nhiều cái mình ngăn ra làm hai, chia hai bên. Anh làm cũng nhanh đó chứ. Nói mới có mấy bữa à. Nếu mà em không bị Covid đó là em gửi tiền cho anh chị mua anh con giống nuôi được. Làm có hai bữa là rồi nữa. Mua lứ về làm đó nè. Dạ. Lứ này nữa nè. Dạ. Lứ này 4 mấy ngàn thôi, mua đâu 4 ký, 5 ký gì đó. Dạ. Làm có hai bữa là rồi. Kể kể đây mình nuôi ít chục con đi rồi từ từ cái anh chị có giúp đỡ thêm đó, mình có vốn mình nuôi thêm. Nói chung của người ta nuôi gà vườn. Lá thì mua trên chú Ba Bạch chánh rồi mà chưa có thời gian rảnh đi đốn. Rồi cái nhà nhỏ gì đó. Ở phía trước thì ở, rồi cái bếp ở phía bên này, rồi cái ngoài kia là nuôi được ít gà vịt vậy đó. Thì hôm nay đến đây thăm anh chị cũng có trò chuyện với anh chị chút xíu. Thì cũng em cũng thay mặt chị Loan cùng với gia đình ở Úc Châu đó có gửi cho anh chị 2 triệu đồng ha. Trước mắt thì anh chị mua con giống đi. Rồi sau này cô chú anh chị có thấy được gia đình mình làm ăn từ từ đó vươn lên đó thì cô bác sẽ giúp đỡ thêm nha. Rồi trước mắt thì gửi cho anh chị 2 triệu nha.
Vậy cho chị Lê gửi lời cảm ơn mấy chú, mấy cô bên bản ha, với chị cảm ơn cưng nhiều nha thiệt. Dạ dạ. Thì thấy gia đình của anh chị cũng chịu khó đi làm thuê làm mướn làm ăn đó. Thì trước mắt thì giúp đỡ cho anh chị 2 triệu trước. Rồi sau đó thì từ từ thấy cái mô hình anh chị làm ăn từ từ đó rồi em kêu gọi cô chú giúp đỡ thêm ha. Rồi. Dạ. Chúc anh chị thành công và vươn lên phát triển hơn nữa ha. Dạ. Chị cảm ơn cưng. Dạ dạ. Anh cảm ơn. Dạ dạ. Hồi nãy em cũng quên, em thay mặt một người cô ở bên Mỹ giấu tên gửi cho anh chị chai dầu nước xanh nha. Rồi anh thay mặt gia đình cảm ơn cô Bảnh. Dạ dạ. Rồi em về luôn anh chị ơi. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi.